Hello tất cả các bạn, hôm nay hãy cùng tôi vô thưởng thức bộ phim Người sói The Wolverine. Câu chuyện bắt đầu sau bối cảnh X-Men ra đời. Để ngăn ngừa Phượng Hoàng Cầm xuất hiện gây thảm họa cho nhân loại, Logan người sói đã nhẫn nhịn đau đớn giết chết Phượng Hoàng Cầm. Đó là người phụ nữ mà Logan yêu nhất. Nhưng nhiều năm trôi qua Logan vẫn bị ám ảnh nên anh ta đã trốn đến Canada ở trong một khu rừng sâu để trải qua tháng ngày đau khổ. Có những lúc anh ta gặp phải ác mộng hoặc mộng xuân. Phượng Hoàng Cầm Jean mặc đồ ngủ gợi cảm ngồi bên cạnh Logan, nhưng anh ta chỉ có thể nhìn cô từ xa, khiến bản thân dằn vặt vô cùng. Ngoài cô ra, Logan còn mơ đến bản thân của mình. Và thế chiến thứ hai, Logan là một binh sĩ. Sau khi bị quân Nhật bắt giam trong hầm, thì quân Mỹ tấn công, khiến quân Nhật bỏ chạy bạt mạng. Một sĩ quan trẻ người Nhật tên Yashida đã thả hết tù binh Mỹ. Nhưng bom đạn ập đến như mưa bão. Lúc nguy cấp, Logan đã kéo Yashida chui vào trong hầm và lấy thân mình chắn cửa hầm. Dù bị lựu đạn làm bị thương, nhưng khả năng tự phục hồi đã giúp Logan an toàn, chẳng bị mất miếng thịt nào. Yashida thấy vậy thì sợ hãi, biết rằng Logan không phải kẻ tầm thường, không phải quái vật thì cũng là thần tiên. Sở dĩ Logan cứu Yashida là vì anh ta có tấm lòng lương thiện. Sau khi trải qua hoạn nạn, cả hai trở thành chiến hữu sinh tử có nhau. Thời gian trôi rất lâu sau đó, một ngày nọ khi Logan đến quán bar uống rượu, thì một cô gái tóc đỏ tên Yukio đã tìm đến. Cô gái bí ẩn đó là cấp dưới của Yashida. Yukio nói đã mất hơn một năm để tìm Logan. Ông chủ cô đã bị bệnh sắp qua đời và muốn gặp mặt Logan lần cuối để nói lời từ biệt. Logan không thể từ chối nên đã đồng ý đi theo. Nhưng trên thực tế thì Yukio cũng là người biến chủng, có năng lực dự đoán tương lai. Nhưng trong bộ phim này chả có lợi ích gì. Ở Nhật Bản, Yashida lại là nhân vật khét tiếng xuất thân từ gia đình danh giá. Sau Thế chiến thứ hai, Yashida đã xây dựng tập đoàn công nghệ hàng đầu Nhật. Sau khi có mặt tại biệt thự nhà Yashida, Logan gặp cháu trai, sau đó là cháu gái Mariko. Tuy là đại gia tộc, nhưng nhà họ chỉ có 3 người. Khi có mặt ở đây, Logan phải tắm rửa sạch sẽ. Đến Nhật thì phải tuân theo một số quy tắc. Sau đó, Logan đi đến phòng bệnh. Yashida lúc này đã già nua, cả người yếu ớt, chỉ có thể kéo dài mạng sống nhờ vào công nghệ. Thấy ông nhân cứu mạng khiến Yashida vui mừng, còn Logan rất kinh ngạc. Bác sĩ chữa trị cho Yashida lại là một cô gái xinh đẹp người Mỹ. Thật ra Yashida gọi Logan đến không chỉ đơn giản là muốn nói lời tạm biệt. Thực tế thì ông ta vẫn chưa muốn chết. Gia thế và tài sản khổng lồ, ông ta vẫn muốn tận hưởng thêm. Còn Logan thì ngược lại, ngày nào anh ta cũng sống trong đau khổ, muốn tìm cách rời khỏi thế gian. Vậy thì họ có thể trao đổi để Logan chuyển năng lực sang người Yashida. Như vậy cả hai đều đạt được mục đích của mình. Đó không phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Nghe xong Logan ngơ ngác, anh không nghĩ người bạn của mình lại có suy nghĩ như vậy. Yashida đứng trước cái chết nên cảm thấy sợ hãi, đúng là lão già lắm cẩm. Có đôi khi nên chấp nhận số phận, không cần nghĩ đến chuyện của người khác. Sau khi nói chuyện với Logan, ông như hiểu ra điều gì đó. Người ta hay nói nhà giàu lắm thị phi. Logan đã được chứng kiến con trai và cháu gái của ông vì chuyện thừa kế mà tranh cãi nảy lửa. Yashida nói không còn sức quản lý nữa, muốn trao quyền thừa kế cho cháu gái Mariko. Chuyện nhà của Yashida, Logan chẳng có tâm trạng quan tâm. Anh định ngủ một giấc rồi mai sẽ rời khỏi. Nhưng nửa đêm Logan lại nằm mơ. Jean mặc đồ ngủ đi đến, vừa khuyên Logan chết vừa hôn tới tấp. Sau đó Jean biến thành nữ bác sĩ. Cô ta còn thổi một hơi vào mặt Logan, khói xanh bốc lên, may là đó chỉ là giấc mơ. Nhưng khi ngủ dậy mới biết tin Yashida đã mất, nên Logan đành tham gia tang lễ, tiễn người bạn của mình đi đoạn đường cuối rồi sau đó sẽ rời đi. Tang lễ cử hành tại một ngôi chùa, khung cảnh ở đây rất náo nhiệt, chồng sắp cưới của Mariko là Mori cũng đến. Anh ta là bộ trưởng bộ tư pháp, còn có võ sĩ âm thầm bảo vệ Mariko núp trên mái. Cậu ta tên Harada, từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh Mariko. Yashida đã dặn dò cậu ta phải bảo vệ cô. Khi tang lễ đang diễn ra, Logan cảm thấy có gì không ổn. Hòa thượng sao lại xăm người? Quả nhiên đó là xã hội đen cải trang. Khi biết đã bị Logan phát hiện, chúng liền ra tay bắn anh bị thương khiến anh đau đớn. Không hiểu sao khả năng tự hồi phục lại biến mất. Logan không có thời gian để tâm, anh lao đến cứu người. Tang lễ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Vì Yashida là gia tộc lớn, nhưng đám xã hội đen đã có chuẩn bị từ rất lâu, nên đã ra tay rất dã man. Nhưng Mariko không phải kiểu con gái yếu đuối, vì là con cháu nhà võ sĩ nên cô cũng biết chút võ. Cô lợi dụng cơ hội phản kháng đánh trả họ. Lúc này Logan bị thương nên càng ngày càng mất sức. Lúc sắp bị đánh ngã xuống thì Harada đã xuất hiện cứu anh. Sau đó Logan vội kéo Mariko bỏ chạy, đám xã hội đen đuổi cùng giết tận.
Nếu như thường ngày, Logan chỉ cần vài đường là hạ hết bọn chúng, nhưng giờ chỉ đành bỏ trốn. Sau khi tạm thời an toàn, Logan tìm đến một nhà trọ tình nhân, còn giả vờ không hiểu. Nhưng Mariko là một người dày dặn kinh nghiệm, bèn đặt một căn phòng, chờ đợi chuyện tốt xảy ra. Nhưng Logan đã kiệt sức, bị đánh cho một trận. Giờ anh không còn sức, chỉ biết than vãn làm người thường mệt thật. Anh cảm thấy có siêu năng lực vẫn tốt hơn. Lúc này đám xã hội đen cũng tìm được chỗ trú của họ. Đá bay Logan xuống đất, suýt nữa bị gãy xương. Sau đó chúng tiếp tục dùng điện chích lên người anh. Trong khoảnh khắc nguy hiểm này thì Mariko đã xuất hiện kịp lúc cứu anh thoát khỏi nguy hiểm. Cả hai phối hợp hạ gục bọn chúng. Sau đó Logan kiệt sức ngất đi. May là con trai chủ nhà trọ học ngành y Đại học Tokyo. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, cậu ta đã cứu sống Logan. Lúc này nữ bác sĩ Viper tìm đến Harada, yêu cầu anh làm theo mệnh lệnh của cô. Vì bị từ chối nên cô ta thổi một luồng khí khiến Harada trúng độc. Thì ra cô ta là người biến chủng biệt hiệu độc xà. Năng lực của Logan đã bị cô ta lấy đi. Tuy Yashida đã qua đời, nhưng cô ta vẫn trung thành. Viper sai Harada đi tìm Logan và bảo vệ Mariko. Lúc này hai người đó đã về quê của Mariko lánh nạn. Thật ra cô cũng không muốn trở mặt với bố mình. Lý do vì sao cô bị xã hội đen truy sát, xuất thân từ một gia tộc danh giá, ai không muốn miếng thịt béo bở, cho nên bị ám sát là điều bình thường. Cả hai bên nhau sớm tối nên cũng đã nảy sinh tình cảm. Một hôm cả hai đang ở ngoài bãi biển, trời gần tối bỗng đổ cơn mưa. Lúc trở về nhà, Mariko lấy hết dũng cảm ngại ngùng hỏi Logan có hiểu quy tắc ngầm của người phương Đông không. Logan không hiểu quy tắc đó là gì. Hóa ra, người phương Đông sau khi được cứu mạng sẽ lấy thần báo đáp. Để trả ơn anh cứu cô một lần, cô cứu anh một lần. Việc này khỏi cần nói nhiều, ai cũng nên hiểu. Một đêm dài bên nhau qua đi, sáng hôm sau Logan phát hiện Mariko lại mất tích. Thì ra cô bị đám xã hội đen bắt đi. Logan đến muộn một bước nhưng đã tóm được tên đàn em. Đáng tiếc hắn là kẻ rất trung thành. Có tra hỏi thế nào hắn cũng sẽ không nói nửa lời, dù có chết cũng không khai ra. Tất cả là do chồng sắp cưới Mori của Mariko làm. Yukio tìm đến Logan, sau đó cả hai trở lại Tokyo, đến nhà Mori để tra xét. Với tư cách là bộ trưởng tư pháp, hắn đang phải cảm nhận sự đau khổ của nhân gian. Quả nhiên kẻ đứng sau là ông bố của Mariko. Vì muốn giành quyền thừa kế, ông ta đã thuê con rể giết con gái mình. Đúng người bố tâm địa độc ác. Tối đó Mariko bị đưa về nhà. Lúc Mariko sắp bị giết thì một đám võ sĩ bất ngờ xuất hiện. Họ âm thầm lẻn vào và hạ hết đám bảo vệ. Cuối cùng cứu thoát Mariko. Họ chính là võ sĩ gia tộc Honke, là những người trung thành với gia tộc Yashida hàng trăm năm. Người đứng đầu là Harada. Viper cũng xuất hiện nhưng cũng chưa vội giết Yamada. Cô ta lấy độc quýt lên chiếc bút, sau đó mới hạ độc ông. Khi Logan đến nơi, tất cả đã rút khỏi. Anh ta nằm trên giường bệnh, thông qua bảng điều khiển điều tra lý do tại sao siêu năng lực biến mất. Hóa ra trong người Logan có một con virus. Đêm đó khi nằm mơ, Viper đã lén hạ độc anh. Yashida quả là một kẻ thâm độc. Logan quyết tâm lôi con virus ra, nằm trên giường bệnh cho Yukio mổ bụng. Nhưng việc rắc rối luôn không buông tha anh. Yamada lại xông đến. Vì họ đã ngăn cản việc tốt của ông nên ông ta đến báo thù. Nhưng Yukio cũng là một võ sĩ dũng cảm, cô giúp Logan kéo dài thời gian. Anh nhịn đau kéo con virus ra khỏi người. Logan đau đớn gần mất mạng, nhưng sau đó năng lực của anh đã khôi phục. Và lúc Yukio bị nguy hiểm tính mạng, Logan hồi sinh. Tuy Yamada là một cao thủ nhưng cũng chỉ là người thường. Dù có chém thế nào cũng không hạ được Logan. Cuối cùng bị Logan bóp cổ đến chết. Anh nhận được lời nhắn của Viper: nếu muốn cứu Mariko thì hãy đến gia tộc Yashida. Dù biết đó là cái bẫy nhưng Logan vẫn đi để cứu Mariko, vì cô ấy đã là người phụ nữ của anh. Khi đến thị trấn, một đám võ sĩ do Harada dẫn đầu chặn Logan lại. Xem ra một trận giao tranh là không thể tránh khỏi. Đám võ sĩ chuẩn bị sẵn sàng để tóm Logan. Nếu không nhờ có siêu năng lực thì Logan đã bị chết ngàn lần. Không sợ chết thì làm gì cũng được. Logan cho nổ cả bãi đất, nhưng do đám võ sĩ quá đông, chúng bắn tên đầy người khiến Logan trở thành con nhím. Nhưng trên mũi tên có độc do Viper chế tạo, nên cuối cùng Logan kiệt sức và ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình trong phòng cả người bị trói. Viper bắt Logan là có mục đích của mình. Bên cạnh anh là một con robot có thiết kế như Ultraman. Lúc đó chuẩn bị chém vào Logan, thì Mariko kịp thời xuất hiện, khiến cho người máy chém trượt. Ngược lại giúp cho Logan cởi trói. Nhưng người máy không sợ vì nó cũng có siêu năng lực và võ công giỏi như võ sĩ Nhật. Nó dùng lưỡi dao sắc bén chém xuống Logan. Lưỡi dao được luyện sắc bén, ánh sáng chói mắt lóe lên. Dù có siêu năng lực thì Logan cũng khó tránh khỏi bị chém đứt. May mắn lúc này Yukio lại xuất hiện cùng độc xà Viper quyết đấu. Độc tính mà Viper bắn ra rất kinh khủng, nhưng cần phải ở cự ly gần mới được. Tuy trước đây cô ta tiếp cận được Logan, nhưng làm sao đánh nổi võ sĩ Yukio. Cuối cùng cô ta bị Yukio hạ gục. Lúc này Logan bị người máy truy đuổi không còn đường lui. Vào lúc then chốt, Harada ra tay ngăn cản.
sản, tuy ra anh đã phát hiện ra lỗ hổng, nhưng không may bị người máy đâm chết. Nhân cơ hội người máy mất đào, Logan lao đến chém trúng đầu nó. Sau đó cả hai cùng nhau rơi xuống, Logan suýt chút nữa rơi xuống vực. Khi anh đang cố leo lên thì bị người máy chém đứt móng sói. Sau đó hất văng tay Logan ra, dùng khoan nhọn được chế tạo xuyên vào đốt xương của anh. Càng khiến Logan kinh ngạc là kẻ bên trong áo giáp chính là Yashida. Hắn là kẻ lên kế hoạch để chiếm năng lực bất tử của Logan. Yashida lấy được năng lực nên ngày càng trẻ ra, còn Logan ngày một yếu ớt già đi. Trước đây Yashida là một người rất tốt bụng, nhưng người tốt cũng phải già và chết đi. Ông ta không cam tâm nên muốn trẻ mãi không già. Vào lúc quan trọng, Mariko xuất hiện. Cô muốn khuyên Yashida, nhưng ông ấy lại cố chấp, không chịu tỉnh ngộ. Đối mặt với một người là ông của mình, một người là người thương, giữa cái thiện và cái ác buộc cô phải lựa chọn. Sau đó, Mariko đã quyết định đứng về phía chính nghĩa. Do chưa lấy được hết năng lực của Logan, nên Yashida không thể tự hồi phục. Nhưng cơ hội này, Logan vùng lên, dùng móng vuốt đâm ông ta một đòn chí mạng. Sau đó, Yashida bị ném xuống vực. Sau trận chiến này, Logan cũng kiệt sức. Trong mơ hồ, Logan thấy Jin, cô khuyên anh đi cùng mình. Nhưng giờ Logan đã có động lực sống, vì anh đã tìm được người phụ nữ đời mình. Cuối cùng Mariko được thừa kế tài sản của gia tộc. Tuy đã cùng nhau thân mật, nhưng Mariko cũng không giữ được trái tim Logan, vì anh đã được định sẵn sẽ phải lưu lạc bốn phương. Hay nói cách khác, đó chỉ là mối tình một đêm, cuối cùng ai lại đi đường nấy. Được rồi, bộ phim đến đây là hết. Hẹn gặp lại mọi người.